Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay đầu năm thì tôi xin quay thêm một video cho lớp hội viên sửa chữa MacBook của chúng ta nha. Thì đây cũng là nội dung nằm trong quyển sách mà tôi viết ra. Đó là tới những cái phương pháp mà chúng ta khắc phục những cái tình trạng mà MacBook thường gặp phải. Thì đến cái phương pháp bài thứ tư đó, đó là cái phương pháp sửa chữa tự động chuyển đổi đến cái giao diện lỗi cập nhật. Thì đây các bạn thấy đây có cái vài cái hình ảnh mà tôi lấy làm cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta vào cái about, rồi sau đó các bạn update, gọi là update là cập nhật, thì nó sẽ hiện những cái thông tin như thế này. Thông tin như thế này. Chúng ta kết nối wifi thì cũng vậy. Rồi thì ở đây có một số cái lý do và các điểm lỗi gây ra. Nó sẽ tự động chuyển đến cái giao diện kích hoạt hệ thống và nhắc kết nối wifi. Sau khi mà nhập mật khẩu bấm continue để cập nhật không thành công và nó sẽ quay lại trở lại giao diện kết nối wifi. Đó. Thì các lý do mà cho sự cố lỗi cập nhật phần mềm này á, là thứ nhất đó là MacBook bị dính nước hay là vào nước các bạn. Nó khi mà có vào nước vào nó sẽ rỉ một số linh kiện. Nó rỉ một số linh kiện. Về phần mainboard MacBook á, nó rất là khó chịu ở cái nó chỉ cần rỉ một con điện trở thôi, nó có thể là gây tê liệt luôn hệ thống chúng ta. Đó, về nói chung là về MacBook thì các bạn có sửa thì chúng ta cần có một cái kính hiển vi để quan sát cho nó rõ ràng ha. Thứ hai đó là MacBook bị rơi, và thứ ba đó là xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng MacBook. Đây là cái phần mềm, cũng có thể là do cái hệ điều hành macOS chúng ta cũng có vấn đề.